Đấy, các bạn nhìn không? Các bạn nhìn không? Con nó đang thay đổi không? Đấy, thay đổi đúng chưa? Đấy, đơn giản mà. Đấy, hoặc khi bấm này thì nó không có tác dụng gì rồi. Đấy, chỉ có bấm chọn nền thôi, bởi vì mình mới set cho thằng chọn nền. Và tương tự các bạn cũng làm như vậy với thằng chọn nhân vật. Các bạn copy cho mình nhá, copy cho mình một cái thằng ảnh khác. Và đây là vẽ, mình không vẽ ảnh nền nữa, mình sẽ vẽ ảnh nhân vật. Đấy, copy sang bên main activity. Đó, Ctrl D, paste ánh xạ nó, Ctrl D, paste tiếp, paste tiếp. Tương tự với thằng ảnh nhân vật thì ở đây, à, tương tự với thằng ảnh nền thì ở đây thằng nhân vật sẽ set image resource là thằng arr ảnh nhân vật chấm get index, truyền vào vị trí là chọn nhân vật, đúng chưa? Đấy, bấm tiếp cho nó chạy tiếp này. Đấy, xem được cái gì này. Đấy, mới đầu lên nhá, nó sẽ là mặc định, nó sẽ là lấy cái thằng ảnh này và thằng này, đúng không? Đấy, giờ mình bấm này, chọn này. Đấy, thay đổi này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó thay đổi không? Đấy, ngon này nhá. Đấy, đấy, chọn nó em u mê trong bóng tối. Và mình sẽ làm tương tự với những thằng còn lại, đúng không? Copy tiếp ảnh nhân vật rồi thì bây giờ là ảnh mũ. Copy main activity. À quên, nếu thế thì mình sẽ không cần cái hàm vẽ ảnh ở trong cái thằng này nhá. Ctrl X, các bạn Ctrl X đi. Đấy, mình chỉ cần vẽ ở trong khi mà nó chọn cái item thôi. Đấy, thì ở đây mình sẽ khai báo thêm này, Ctrl D, paste. Ô chết, nhầm rồi. Paste này, đấy, ánh xạ nó này. Paste tiếp, paste tiếp. Rồi, Ctrl D, paste này, đấy, ARR ảnh mũ. Đương nhiên biến chọn chắc chắn là chọn mũ rồi. Đấy, bấm run. Rồi, ui rồi, sao đầu tiên nó chọn cái mũ nhìn củ chuối này. Áo này. Ui vãi, cái phi hình ra, ui, nhìn trông. Đấy, nó sẽ được như này. Rồi, mình sẽ làm tiếp tục với thằng, tiếp tục với thằng tiếp theo nữa là chọn mũ xong rồi đến quần. Ảnh vẽ quần, copy Ctrl D, paste Ctrl D, paste tiếp, paste tiếp Ctrl D, paste dưới này, sửa thằng này thành ARR ảnh quần. Đấy, còn thằng này là chọn chọn quần. Đấy, tiếp đến nữa quần này, tiếp đến nữa này ảnh quần này, ảnh quần xong rồi đến ảnh pet, đúng không? Ctrl C copy này, sang bên này Ctrl D paste tiếp này, Ctrl D paste tiếp, paste tiếp này, Ctrl D tiếp, paste tiếp, sửa thành ARR ảnh pet. Và thằng này là chọn pet, chọn pet. Cuối cùng chọn pet xong thì cuối cùng là thằng này. Đấy, cuối cùng là thằng này. Đấy, cuối cùng là thằng này thì là các bạn truyền vào thằng này là chọn vote, đúng không? Ảnh vote. Ok. Đấy, ảnh vote. Copy đấy, sang bên main activity. Đấy, Ctrl D tiếp, paste tiếp. Đấy, Ctrl D, Ctrl V, Ctrl V này. Đấy, Ctrl D, Ctrl V này.
sửa thằng này thành ARR ảnh vote. Và cái chọn ở đây chắc chắn là chọn vote rồi. Rồi, bấm run và hưởng thụ thành quả. Rồi, ui trời, thành cái em quần què gì này. Con chó mặc cái quần khác thì nhìn trông bứ quá. Cho chọn con pet ở đây, đấy, mũ. Mũ này, đấy. Vote, ai vote, đấy. Ôi, đấy, quả ngon này không? Đấy, xong. Đấy, thế là gần như là xong rồi đấy. Rồi, thì bây giờ bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Đấy.